Vấn đề thiếu thuốc và vật tư y tế, đặc biệt thiếu thuốc phục vụ trong cấp cứu đang diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An. Do đó, cần có giải pháp giải quyết vấn đề này. Đây là nội dung được các đại biểu quan tâm tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An. Nhiều cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An và ngay cả các nhân viên y tế đang rất bức xúc và phản ánh gay gắt về vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế tại các trung tâm y tế, bệnh viện. Đại biểu đề nghị Sở Y tế sớm có giải pháp giải quyết vấn đề thiếu và không có thuốc trong thời gian tới. Tại buổi chất vấn này, tôi đặt vấn đề quan tâm đối với việc giải quyết vấn đề cơ số thuốc trong lĩnh vực cấp cứu. Bởi khi cấp cứu mà không có thuốc hoặc thiếu thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của người dân và rất là bức xúc trong nhân dân. Mong ông cho biết cái giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu thuốc và không có thuốc trong thời gian tới. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, việc thiếu thuốc chủ yếu ở lĩnh vực điều trị ngoại trú, trong điều trị nội trú cũng có một vài loại thuốc thiếu nhưng đã khắc phục kịp thời. Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và các địa phương thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn 3439 ngày 30 tháng 6 năm 2022 đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, cung cấp hàng hóa dịch vụ. Ông Phúc cho biết thêm, hiện các đơn vị đã linh hoạt áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn trong hạng mục dưới 1 tỷ đồng để mua sắm thuốc, vật tư y tế theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63 do Chính phủ ban hành, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu nhằm đáp ứng nhu cầu thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh tại đơn vị.